Chào bác nhá, hôm nay cửa hàng Mai Trang lên clip giới thiệu cho bác lô máy cưa xích Nhật bãi. Lúc này hôm nay sẽ là lô chữ D, sẽ gồm có 7 máy này, sẽ gồm có máy tay cụt tay dài Makita Shidawa Echo rất là đẹp, Komatsu rất là đẹp nhá. Lô này là lô chữ D. Bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin nút like các bác nhé, nút đăng ký kênh và chuông thông báo. Số điện thoại em xin nhắc lại là 0976123370. Sản phẩm khi bác mua cưa bên em sẽ gồm có rũa tuýp và tô vít 3 món theo kèm nha các bác nhé. Rồi, xin phép giới thiệu chi tiết cái lô máy ngày hôm nay cho các bác luôn. Thì D1 ngày hôm nay một con máy đến từ thương hiệu của Tanaka nhé. Con này Tanaka tay cụt, thích hợp cho anh em cắt gia đình, cắt củi gia đình, cắt đeo trèo tỉa cành nhé. Con này máy rất là đẹp này, làm trang bị làm mặt cắt 30, làm 35, xích trung 91, mặt cắt 30 các bác nhé. Xích mini, con này xích mini rất là đẹp này, dày keng nhé. Là sơn lam còn nguyên này, ốc áng 7 màu này. Đấy, con này trọng lượng máy 4kg. Máy có trợ lực, có bơm xăng phụ nhá. Rồi, con này giá là 1.500.000, bao phí ship, giá cực kỳ là mềm nhá. Dòng này thì tua khỏi bàn rồi, 33cc luôn, rất là lớn, lòng 37 ly các bác nhá. Rồi, test nổ tiếng máy con D1 cho các bác luôn này. Con này giá 1.500.000 thôi, bao phí ship cho các bác. Rồi tiếp theo ngày hôm nay con D2. D2 ngày hôm nay con tay dài, con này con Singu nhá. À con này con Echo luôn này, con VIP này các bác này. Echo 2007, một con tay dài mà phải nói là nó nhẹ nhất trên thị trường hiện nay. Con này trọng lượng nó rơi đâu đó trên 3,5 kg một tí thôi. À, lam mặt cắt là 30, xích là xài xích mini lam 35 các bác nhá. Đấy, con này thì máy đời cao này, con này đời 4 số 2007 nhá. Lòng 35 ly, chụp giật được trợ lực này, bơm xăng phụ có nhá. Đấy, con này thì chạy rất là lợi xăng, chạy rất là xăng, siêu nhẹ luôn. Nói chung là đối các bác nào mình muốn mua con máy nhẹ nhá, thật là nhẹ thì có chọn này. Các chủ gia đình nó kiểu bao phê luôn các bác nhá, bao phê. Đấy, máy còn đẹp keng này, con này thì bán giá mềm cho anh em luôn nhá. Giá ngày hôm nay bán anh em giá 1.600.000 D2. Bao giá thị trường luôn, bao giá thị trường, bao mềm luôn. Con này chạy siêu lợi xăng và đặc biệt nó rất là nhẹ. Rồi test nổ tiếng máy D2, con này giá 1.600.000 bao ship. Giật trợ lực rất là sướng. Rồi. Giá 1.600.000 bao phí ship cho anh em. Máy đẹp keng này các bác này. Rồi tiếp theo D3. D3 ngày hôm nay có con đi cắt khai thác cho các bác luôn này. Con Makita E3640 4 số nhá. Con này được trang bị xuất khá lớn các bác nhá, 36cc lòng 40 ly. Đây, trọng lượng máy nó rất là đông, 6,5kg luôn này. Lam mặt cắt của nó là lam 40, lam 45 mặt cắt 40 nhá. Xích còn rất là dài, xích mini. Con này thì các bác đi cắt keo cắt trước kiểu thoải mái luôn, cắt xoan trước. Nói chung là cái dòng này cắt rất là bền và lợi xăng nhá, rất là bền luôn. Người nói là cực kỳ là bền, nòng lên tới 40 ly, thuộc cái dòng máy lớn rồi. Đó, con này thì các bác muốn mua con máy cắt tầm trung giá mềm nha các bác, tham khảo con này. Giá đâu 1.900.000-2.000.000 nó là không có đối rồi, không có đối với cái độ bền và sức mạnh rồi. Đó. Rồi, con này giá là 1.900.000 D3 nhé, con Makita E3640 là 1.900.000 bao ship nhé. Test nổ tiếng máy con D3 cho các bác này. Đây. Con này giá 1.900.000 thôi, bao phí ship cho anh em con D3. Tiếp theo này, tiếp theo D4 này. D4 ngày hôm nay thì có con cưa VIP này. Con này là con Shidawa 380 này anh em này, 380. Và một cái loại máy cưa rất là VIP. Shidawa thì anh em đều biết rồi nhá, nó là cưa vua cưa bãi rồi. Vua cưa nhật nhá. Chất lượng cực kỳ ok.
Đấy, mặt tiền con này đỏ tươi này, nó mới tinh luôn. Con này trang bị công suất là 38cc, nòng 40 ly, lam của nó 5, mặt cắt của nó là 35, lam mặt cắt 540, mặt cắt 35 các bác nhé. Con này các bác đi cắt keo, cắt dừa, giết cắt tầm trung thoải mái luôn. Và đặc biệt thì nó chạy rất lợi xăng, dòng này thì tua khỏi bàn rồi. Trọng lượng 5kg thôi, nhưng mà nó cắt rất là mạnh nhá. 38cc, nòng 40 ly luôn các bác nhé. CDOA chạy cực kỳ là bền, cực kỳ lợi xăng. Máy siêu bốc nhá, siêu bốc luôn. Đặc biệt thì phụ tùng của CDOA thì nó cũng rất là nhiều luôn các bác nhá. Đấy, phụ tùng rất là nhiều cho nên các bác không phải lo là vấn đề mà nói chung CDOA hay Echo thì phụ tùng rất là nhiều. Anh em không phải lo nhá. Rồi, hay giá là 2,5 triệu này, D4 giá 2,5 triệu. Còn lại 38cc, nòng 40 ly nhá. Đét nổi thì máy D4 cho các bác này. Ui, hơi căng đét này. Con gì rất là êm. CDOA mà mình test bằng một tay thì nó cực kỳ là mạnh luôn, cầm hai tay thì nó mới êm được máy được. Để xuống cái nền bê tông này thì nó sẽ nảy lên. Rồi, con này giá 2,5 triệu nhá, rất là mạnh, con này cắt thì khỏi chê luôn, giá mềm. Đấy, bán giá mềm cho anh em. Thôi nghĩ luôn. Tiếp theo này, D5. D5 ngày hôm nay thì con Echo cỡ lớn này, con Echo V3800. Con này là một con Echo tầm trung được tầm suất khá là mạnh nhá. 40cc nòng 40 ly, máy nòng đứng 40cc nòng 40 ly. Trọng lượng máy là 6kg. 6kg. Lam được trang bị lam là lam tản nhiệt. Lam 40, mặt cắt 40, lam 45, xích là xài xích chân 325. Con này thì các bác đi cắt khai thác tầm trung, đi xẻ xích thoải mái luôn các bác nhé. Chủ cần phải có trọng lực bơm sang phụ có này. Dòng Echo này chạy rất là lợi xăng nhá. Chung là máy Nhật thì Echo với CDOA chạy rất là ngon lành rồi. Rồi, con này giá 2,5 triệu này, D5 giá 2,5 triệu bao ship nhá. Bơm sang phụ này. À, bắt nổ này. Triệu rưỡi bao phí ship nhé, quá mạnh rồi, 40cc lận, rất là chất lượng. Rồi tiếp theo D6 này, D6 này có con Echo 362, con này rất là đẹp các bác nhé, đây, rất là đẹp. Con này được trang bị công suất là 36cc, nòng 40 ly, cắt tầm trung. Con này đi xẻ siêu ok nhé, máy đẹp keng này, các bác này, đấy, mặt tiền này. Con này trang bị lam, mặt cắt của nó là lam 40, mặt cắt 40, lam 45, xích là xài xích chân 325, lam Latin các bác nhé, lam Latin chân 325. Con này các bác đi hạ cây, đi xẻ xiếc ok luôn các bác nhé. Một con khai thác tầm trung. Đấy, con này trọng lượng 6kg. Máy rất là mới, rất là đẹp nhé. 36cc nòng 40 ly. Con này là hệ của anh em miền Tây này. Chạy dòng này rất là bền. Dòng Echo đời nòng 362332 nhé. Chạy rất là đệ, rất là bền máy luôn. Cực kỳ là chất lượng luôn. Đó, 36cc nòng 40 ly. Máy đẹp keng này các bác này. Đấy, con này khỏi chê rồi. Con này các bác chê nên bị ám chịu. Rồi, con này giá 2,7 triệu nhá, chạy siêu lợi xăng, siêu bền luôn. Còn D6 giá 2,7 triệu bao ship nhá. Đó. Rồi, test rồi thì máy bán D6 cho anh em luôn này. Cùng cái hệ một của anh em miền Tây. Trong hơi này. Ui, hơi càng đét này các bác này, chưa giật muốn nổ nữa. Dòng này nó rất nhẹ nổ này, chưa giật máy nó muốn nổ hơi này. Con này bao hơi ám 95-97% cho bác luôn. Cực kỳ là mới nhá. Ok, con này giá 2,7 triệu này, bao phí ship nhá. Rồi tiếp theo cuối cùng ngày hôm nay. Cuối cùng ngày hôm nay thì có con D7 này. D7 ngày hôm nay thì một con cưa Komatsu. Đấy, con này thì quá đẹp rồi. VIP luôn nhá. Komatsu làm xích này. Đấy. Làm mặt cắt 40, làm 45, xích là xài xích mini. Con này thì các bác nào
mình hay đi công trình. Thứ nhất là phải dòng Komatsu thì nó phải dã cho dân công trình, thích cái hệ siêu châu bò nhá, bền bỉ, chất lượng thì các bác chọn con này. Con này Komatsu G3500 này được trang bị suất là 35cc, nòng 40mm. Đấy, con này trợ lực là trợ lực lớn nhá, cho các bác vận hành mọi điều kiện thời tiết các kiểu rất là dễ dàng, rất là dễ dàng. Bơm xăng phụ cũng sẽ có hết nha các bác kia. Thắng xích đang xích còn hết. Nói chung con này rất là mới, máy thì full chức năng cho anh em. Đấy, con này thì giá 2.900.000 bao phí ship nhá. Với cái chụp giật trợ lực này thì nó cho các bác khả năng mà giật nổ nó rất là dễ dàng, còn rất là êm nhá, rất là êm các bác nhá. Máy này giảm giật thì nó bằng lò xo, rất là êm khi các bác vận hành nhá. Máy đẹp keng luôn cho anh em. Bên em thì chuyên máy lựa các bác biết rồi, chuyên máy lựa luôn. Lúc nào bao chất đời cao. Đó. Rồi, con này thì giá 2.900.000 nhá, còn D7 giá 2.900.000. Bao phí ship cho anh em nhé, test nổ tiếng máy con D7 này. Đây, công tắc để bật lên. Rất là êm, chạy. Rất là êm nhá. Đấy, công trình đó nó giảm tối đa hóa đến cái mức tiếng ồn nhá, nó giảm tối đa cái mức tiếng ồn nhưng mà cho lại cái chất lượng, nó hiệu năng rất là chất lượng các bác nhá. Dân công trình mà. Đấy, các bác ở xung quanh hàng xóm mà khó tính thì các bác mua những con này cắt thì phải chê luôn. Rồi, con này giá 2.900.000 bao phí ship cho anh em cái con D7 này, đó rất là đẹp nhá. Rồi, em cũng xin kết thúc clip tại đây. Bạn nào quan tâm sản phẩm liên hệ trực qua số điện thoại 0976123320. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Chào tất cả mọi người.